Nếu bị tình trạng đấy thì các bạn có kiểm tra cái pin C-MOS trong cái thùng máy nha. Đây, cục pin như này. Đó. Các bạn kiểm tra xem nó còn pin không. Hoặc là các bạn tháo nguồn ra, tháo pin ra để một lúc rồi khởi động lại nha. Ok, như bạn thấy nè, mình đã thay cái nguồn khác. Sau khi thay nguồn khác thì không còn tình trạng là nó báo là chat room nữa, hoặc là cái ổ cứng nó báo lỗi error. Vậy là do cái, có thể là do cái nguồn đó. Các bạn xem chú ý nhé, nếu mà gặp tình trạng như giống như mình thì thử thay nguồn nha. Rồi, đã hết tình trạng chết rung hoặc là euro rồi nha. Chúc bạn thành công nha.